Và kế tiếp theo là bài thu đã cuối. Nam mô A Di Đà Phật. Thu đã cuối bất lại đai thổi, xét cõi lòng mà chánh nỗi thương tâm. Canh tràng thổn thức đứng nằm, phiền báo sẽ ngưỡng ồn bên tay. Nguồn mây bạc cuốn hoài mũi viết, chăm vào nghiêng chi tiết ngại ngùng cũng bung. Sao lại quấy bung một bầy ngơ ngác cội tùng còn ở xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hương chí, vội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm cửu nghinh sân, rung rung xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, sao mình như củi trên trăng. Đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối đặng lần điển quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, đem tân này đắp mạch rồng đông. Dù ai trao đổi lạc nồng, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng nâng. Nhưng nghĩ lại héo cào tim phổi, biết gốc lành sao cội không dình. Ngạt ngào tiếng kể lời kinh, ông nhờ chư Phật quay thân giáo truyền. Thân làm đạo ba viền năm mối, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồng. Giang dân hưởng được nước nguồn mang trải một lúc cuồng ba sống vậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đà sắp đặt liên kỳ, tới ngày trả quả âm mày biết bao. Thỏ cho kẻ khát cao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đòi học cổ của ông nguồn văn kéo gọi người đồng tâm
chia cả lũ bao càng tất cả nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài trời xanh rồi thấu việc loài kêu cân lời ta nói có ngàn lắm nhỉ để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm điệu đờn trỗi khúc quyền thâm nhà ngày cho dòng tăng sĩ thành thao như kiện hàng đã long sông giếng càng mòn cỏ cây khô héo thoáng doang nay nhà thông minh nhờ gió dụng công còn ta nhờ được mỗi mộng bài ta khuyên cho chấp kẻ lòng mà lang sói lành ta rọi khắp nơi non sông rực rỡ chói ngời mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim nhân loại sẽ khói chìm bể khổ khắp muôn loài nguyên độ siêu thân kể chi miệng môi lưỡi lần mắt tình giống vàng đánh đất bốn phương chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy tăng sĩ gây thiền quyết năm lần vui bờ xuống thẳm lên đèo dầu cho gặp lắm hùm béo từ bên dẫn niệm quyết leo khỏi rừng đâu nặng chí mà ngừng việc phải cuộc tàn thương biến cải cánh trần bực mình đeo đâm pháp thân chờ con vô thành sẽ lần bước thấy
trang hòa giọt lũy tâm não nùng mà tranh nghĩ ta vời chim trời vẫn ổ chiều mới bay còn một đoạn mưa tầng nắng sở trải qua rồi việc dở quá hay thế gian tẻ biết thanh tài bế bồng nhà tao lấy mà nhờ thương đời ta ít lời thơ nèo tu vẫn sống còn chờ dịp nào phần tăng sĩ này bao gió bụi miệng tố lòng mà tháo củi ta bàn theo đòi gương phẩm thích ca dốc đen tâm chiến tầm răng đau mồng cả vạn vật chung bầu thế giới vì quán thù dưng bãi chiến trường cũng đồng xưng bá xưng dương tranh quyền đoạt lại đổm đương xé dành ta nguyện một lời hành chánh đạo phải người thông thảo hoàn toàn nhưng mà gắn chí kêu vang người ơi thức tỉnh lánh nàng tu nguồn bạch thủy trong ngần mắt mẹ múc rưới vào đô kẻ chúng sinh thần thông phép Phật muôn nghìn cõi lành nắm chặt mình thành dùng tinh thần chống chọi quỷ tà đừng cho chúng đến gần ta nhân sanh còn hỏi ngàn giấc Phật viên thánh muôn loài vạn vật cùng ở trong quả đất rừng gầy siêu thân nhẹ tách đường mây trầm tầm đài nguyệt kiến cho dương
mọi chuyện sai lầm. Định thần dẹp hết tà tâm, quang lai bổn tánh, thần khâm quỷ nhường, bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục vinh, ta làm bổn phận, ngạo khinh mặt đời, đầu ngưỡng dòng đất trời. Mình chứng tấm lòng thành, quyết dựng đau đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi. Thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn, lòng kẻ thảo biết đoàn biết kết, phi xác phàm mê mệt đâu này. Băng rừng vẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngày niết bàn. Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, tâm thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miễn cho dạng mình hết căng bệnh tật, hết tình đau tàn, quý nhờ nước mà mắt mẹ, tình Phật ban cho kẻ các lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhân, để ma bệnh theo hà bén gót, thằng chết kia bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình cốt nở đâu lại vài mưa đồng loại, cùng gốc ngày đường đế xuống trần. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu theo niệm trong về Tây. Thank you.
đẹp lòng cha mẹ. Cửu quyền chợ trong, Nam Mô A Di Đà Phật.